Ok, xây dựng ngày. Xây dựng. Tôi muốn nói là gì ổn mấy. Tôi muốn nói là tôi nghĩ tôi phải xóa cái app và lên và chuyển sang một game khác. Quý vị ạ. 5. Khá là nặng mấy. Tôi hồi lại không muốn rời xa mọi người trong trong đây. Dù trước sau gì cũng phải đi à. Vì tôi còn các phiêu lưu sang game khác nữa. Không phải một mình game này đâu. Ok, thì trước khi đi tôi sẽ cho mọi người xem một vài trận của tôi. Đã khoan, trong kia trước đi. Một trăm phần trăm đi, đợi cái 100%. Trận đấu này nó đã sai bài sai bài cùng mình ăn sai ấy sai bài 15 triệu đấy nha. Thằng này nó giàu dữ thế. Để tôi đặt hàng rồng là cắt tóc cho nó. Tiếp theo là một pha phòng thủ. Phòng thủ thành công đi. Thank you.
hèn quá. Nó là cao thủ 2. Bắn đấu nữa, cái này. Ví dụ này đi. Cái này thì tôi chơi hơi ngu. Barbarian level 14. Okay. Rồi, làm việc rồi nha.